Chào các bạn. Ở thời điểm hiện tại, với nền thời tiết đêm mưa mà ngày nắng rất là dịu mát như thế này, thì rất phù hợp với cây hoa hồng của chúng ta. Và ở thời điểm hiện tại, thì sự phát triển mầm lộc của cây hoa hồng của chúng ta có mạnh mẽ không? Và bạn phải cần chăm bón gì trong thời điểm hiện tại để những cây hoa hồng của các bạn và của Trung Hồng mầm mập và to. Hôm nay Trung Hồng cũng chia sẻ với các bạn một chút ít kinh nghiệm để các bạn tham khảo. Thưa các bạn, có rất nhiều bạn vẫn nói rằng làm thế nào để cho những cây hoa hồng có những cái mầm thật to, khỏe để cho những mụn vụ bông hoa lớn. Thưa các bạn, chưa chắc các bạn có nhiều phân bón nhiều loại đã là ra mầm to, lộc tốt, và các bạn phải bón đúng kỹ thuật. Và hiện tại nếu bạn định bón mầm như thế này thì bạn phải bón như thế nào? Bây giờ Trung Hồng sẽ cầm cái máy review cho các bạn xem những mầm lộc cây hoa của Trung Hồng để các bạn so sánh với những chậu hoa nhà các bạn, và qua đó cũng thuyết minh cho các bạn biết bón phân gì bằng cách nào để hoa hồng được lên mầm tua tủa các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cầm máy để review cho các bạn xem những cái mầm hoa hồng này nó lên ở thời điểm hiện tại. Thưa các bạn, mỗi khi mùa hè qua đi, mùa thu tới và cây hoa hồng của chúng ta cũng bắt đầu ra mầm lộc, thì việc chăm sóc ở thời điểm này rất quan trọng. Bạn phải bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho cây hoa hồng chuẩn bị đón một mùa thu chính vụ, mùa thu đông, để cho những ra hoa, những cái mầm to khỏe, qua đó mới ra được những bông hoa đẹp các bạn nhé. Các bạn nên thấy không? Đây là những cây hoa hồng trên tầng nhà Trung Hồng ở thời điểm hiện tại, hiện nay đã đóng nụ các bạn ạ. Và mầm nó như thế này. Thưa các bạn, ở cái thời điểm hiện tại thì những mầm này cũng chưa to, bởi vì cũng chưa phải là mùa chính vụ. Chính xác là phải cắt cành lứa này, và nhất là những cây hoa hồng nhà các bạn bây giờ mới đang nhí mầm, thể trạng thì những mầm đó sẽ là to mập, bởi vì cái khung thời tiết ở thời điểm hiện tại là rất mát mẻ, thậm chí hôm nay là thời tiết gần sáng còn lạnh các bạn nhé. Và đây Trung Hồng đang quay review cho các bạn xem. Nếu các bạn muốn có một cây hoa hồng mầm lộc này như thế này, các bạn ạ, Trung Hồng là quay cho các bạn những cây hoa hồng ở trên thời không gian rất khắc nghiệt đấy nha, thì các bạn phải chăm sóc thật tốt. Các bạn nôm mầm ạ. Các bạn nôm mầm nó đang lên chưa? Nếu các bạn chăm sóc không đủ dinh dưỡng, nó vẫn lên được, nhưng nó sẽ kém rất nhiều. Và nếu bạn chăm sóc đủ phân như Trung Hồng thường chia sẻ với các bạn ở rất nhiều bài viết, thì khi đến mùa chính vụ, mầm nó sẽ lên như thế này. Và không cần phải khó khăn cầu kỳ bón những cái gì các bạn nhé. Trung Hồng chỉ bón, tưới bón rất bình thường bằng cái phân rất rẻ trên thị trường, mà thể trạng những cây hoa hồng của Trung Hồng hiện tại đã đang thế này. Các bạn ạ, hiện tại cây hoa hồng của Trung Hồng vẫn đang thế này nha. Các bạn nom thế nào ạ? Mầm lộc vươn dài, lá mở thế này mới là những cây hoa hồng khỏe các bạn nhé. Còn đây cây hoa hồng nhung thì nó mướt như thế này. Các bạn nom hoa hồng nhung nó mướt như thế này. Ê các bạn nom hoa hồng nhung. Và với cái thời tiết lạnh 25 độ nhé, 25 độ như sáng nay, thì những cây hồng này sẽ kìm hãm phát triển nhé. Nó sẽ kìm hãm không nở hoa như những ngày nóng nữa các bạn ạ. Đây các bạn nom, những cây này khi được đêm mưa ngày nắng nó đang phật mầm này các bạn. Trung Hồng có rất nhiều hoa hồng, cho nên có rất nhiều cây có lợi thế trạng khác nhau. Một là Trung Hồng cũng chưa tập trung để cắt cho chúng cùng nở hoa được. Hai nữa là Trung Hồng vẫn đang thả rông tùy cho thể trạng cây hoa hồng phát triển tự do.
các bạn ạ. Cho nên các bạn mới nó thấy những cái hồng bây giờ mới đang nhí mầm các bạn ạ, đang nhí mầm, và có cây đã nhí mầm rồi. Và thưa các bạn muốn nói gì thì nói, cái mầm nó mới ra nhưng những cái lá trước ở cành đó phải xanh mướt, rộng, mở to, không hề bệnh tật như thế này, thì các bạn mới mơ ước có những cái mầm to khỏe nhé. Còn cây hoa hồng nhà bạn quăn queo, bệnh tật, xám xịt hoặc có phấn nấm mốc thì việc các bạn mong chờ một liễu mầm to là không thể các bạn. Đây là cây hoa hồng nhung của mình các bạn nọ, chúng cũng đang ra. Thưa các bạn, cho nên nếu các bạn muốn những cây hoa hồng của các bạn ra những mầm to mập thì việc kỹ thuật là điều tiên quyết. Cây hoa hồng không nói đến các bạn có bao nhiêu phân để bón cho hoa hồng, bao nhiêu đậu tương, bao nhiêu chuối ngâm, bao nhiêu những thứ sơn hào hải vị để bón cho cây hoa hồng, mà Trung Hồng chỉ nhắc các bạn một câu là phải chăm bón đúng kỹ thuật thì các bạn mới có những cây hoa hồng mầm đang lên tua tủa như thế này. Tuy mới đầu mùa chính vụ nha, mới bước vào những ngày đầu mùa chính vụ. Trung Hồng vẫn đang thả rông cho những cây hoa hồng này các bạn nhé. Có một số bạn cứ hỏi rằng làm thế nào để cho mầm mập hoa to đẹp được, thì bạn phải chăm sóc thật tốt. Các bạn trong không gian của nhà mình ở trên cái sân thượng này rất khắc nghiệt các bạn nhé, mà bây giờ hoa vẫn mầm vẫn lên như thế này. Mình nhắc lại các bạn phải nôm kỹ những cái lá cũ xanh mướt như thế này nhé, thì các bạn mới ra bật được cái mầm to khỏe như thế này. Còn nếu cây của bạn khẳng khiu, nấm mốc con queo thì các bạn đừng mơ ước có những mầm lộc nhé. Đây mình quay các bạn đó, nom xem cây này đang lên mầm. Sự chăm sóc tốt thì mới có những cái mầm khỏe khoắn như thế này. Mà chăm sóc không cầu kỳ, chỉ đơn giản như chú Hồng đã thường chia sẻ với các bạn. Một tháng chỉ chăm sóc có 2 lần, không bón phân chuồng bao giờ, bởi vì không có khả năng. Bởi vì giá thể Trung Hồng đã trộn 5 năm, thậm chí 10 năm không phải bơi bón các bạn nhé. Mà chỉ bón phân vi sinh và phân NPK cộng thêm phân bón lá định kỳ. Phân vi sinh thì và phân NPK thì bạn cố gắng bón 1 tháng lấy 2 lần nhé. Còn phân bón lá thì các bạn phun cho mình 4 lần là tuyệt vời, phòng bệnh đầy đủ, là các bạn sẽ được những cây hoa hồng mầm như thế này. Không cần phải sơn hào hải vị, bởi vì Trung Hồng biết rằng rất có thể nhiều bạn không có khả năng và điều kiện để chăm sóc quá cầu kỳ. Nhưng cái giá thể ban đầu của bạn phải thật tốt. Còn nếu bao giờ các bạn bón phân chuồng, bởi vì bón phân chuồng các bạn, bón phân chuồng là tuyệt vời. Thế nhưng mà lúc nào chúng ta bớn bói rẽ, có bớn bới bộ bới rẽ ra hay không? Và Trung Hồng đã không cần động đến bộ rẽ các bạn ạ, không cần động đến bộ rẽ, mà chỉ cần bộ rẽ thật tuyệt vời. Và Trung Hồng đã cho chúng ăn phân vi sinh và NPK. Như Trung Hồng đã chia sẻ với các bạn ở rất nhiều bài viết, phân NPK cũng là những chất như phân chuồng, như đậu tương, như chuối ngâm nhà các bạn, nhưng được khoa học kỹ thuật chiết xuất để ra một cái tố chất như vậy. Chỉ trong phân chuồng, chuối ngâm, đậu tương ngâm của các bạn cũng chỉ có những thành phần như vậy, không có thể tạo thành hóa học khác được các bạn nhé. Còn nếu ai nói khác là không đúng. Thế nhưng khi chiết xuất thì nó sẽ rất đậm đặc. Cái cách bón trong của chúng ta cũng phải rất khoa học và kỹ thuật, nếu không cây sẽ bị sốc phân. Đấy là cái khó cho những người chăm sóc phân hóa học các bạn nhé. Chúng ta tạm gọi những cái phân đó được chiết xuất là phân hóa học, phải không? Thế còn nếu chúng ta chăm phân chuồng thì Trung Hồng nghĩ rằng nếu các bạn trồng ở đất không nói, nhưng trong chậu mỗi khi bổ sung phân chuồng là một điều rất phức tạp. Và bạn hay bổ sung phân chuồng thì bạn phải bới bón gốc thì cây hồng sẽ bị ốm. Và nếu cách của Trung Hồng chỉ bón phân NPK và phân vi sinh thôi
mà mầm độc như thế này, tại sao các bạn lại không học hỏi? Và Trung Hồng rất hy vọng các bạn sẽ rút ra được những gì ở những clip Trung Hồng đang quay cho các bạn xem đây. Nếu các bạn thấy những gì Trung đang truyền tải cho các bạn là hữu ích thì hãy đăng ký kênh và nhấn like chuông để ủng hộ Trung Hồng. Đây các bạn nói, mầm lộc như thế này thì nếu các bạn yêu Hồng chỉ nom thôi là các bạn đã thấy được đó là một sự chăm sóc hoàn hảo. Các bạn nói mẹ, đây là cây Hồng Nhung 4 năm tuổi của mình. Đây các bạn. Thưa các bạn, đây là mình vẫn quay cho các bạn những cành hoa hồng đang thả rông các bạn nhé. Chưa hề động dao cắt cành suốt mấy tháng bây giờ. Suốt mấy tháng là chưa hề cắt, chỉ có bấm nụ, bấm ngọn thôi nha. Thả rông các bạn ạ. Thả rông. Mấy tháng này, 3 tháng này chưa hề cắt mà chỉ bấm ngọn để các bạn nom ạ. Các bạn nom lá xanh mướt, mầm lộc vươn. Vươn như thế này. Các bạn ạ. Cây này là 3 năm tuổi các bạn ạ. Mình sẽ vào quay mấy cái cây chưa được 2 năm tuổi giống chậu nhựa cho các bạn xem nha. Đây. Mình chạy đi qua đây và quay. Các bạn nom ạ. Đường kính chậu này đã tầm cỡ trên 1 mét. Các bạn nom mầm lộc thế nào ạ? Hoa nụ thế nào ạ? Một cành mà đã có hàng 20 cái hoa các bạn nhé. Các bạn nhớ là đây là những chậu hoa hồng điều mình trồng chưa được 2 năm tuổi, trồng thí nghiệm ở trên chậu, trên một không gian thời tiết rất nắng, rất nóng các bạn, rất nóng các bạn xem đây. Đấy. Các bạn phải nhìn thật kỹ mà Trung Hồng cũng quay rất chậm để các bạn có thể nhìn thấy mục sở thị những lá, cành và mầm nụ của cây hoa hồng ở thời điểm hiện tại các bạn nói mà. Thưa các bạn, trên đây là những hình ảnh Trung Hồng đang review cho các bạn tại những chậu hoa trên tầng 2 của tư gia Trung Hoa Hồng. Nếu các bạn thấy những hình ảnh này là hữu ích để áp dụng cho những chậu hoa hồng nhà các bạn, hãy đăng ký kênh, nhấn like, chuông và chia sẻ với bạn bè của các bạn. Chỉ cần có như vậy, Trung Hồng sẽ ngày càng có những bài viết hay hơn, chuẩn xác hơn về kỹ năng chăm sóc hoa hồng, là hoa hồng đang được trồng ở trong chậu. Trung Hồng xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.